Người đàn ông bị con quái vật nhện khổng lồ đuổi ra khỏi rừng trúc, chẳng mấy chốc nó đã dồn con mồi tới đường cùng trên vách đá. Trong thời khắc sinh tử, ông ấy quyết định ném tài liệu quan trọng xuống biển, với hy vọng nhân loại sẽ biết đến những phát hiện kinh thiên động địa của mình. Con nhện tiến tới và ông ấy đã sẵn sàng đón nhận cái chết. Đột nhiên mặt đất nứt ra và một con cua bà tân Velok trồi lên. Hai con quái vật khổng lồ cứ thế lao vào nhau tử chiến. Ông lão loay hoay dưới những cái chân dài tới nách của chúng mà không biết phải làm sao. May thay con nhện đâm vào mắt con cua. Con cua cay quá ôm con nhện nhảy xuống biển. Người đàn ông thoát chết một cách thần kỳ như thế. Tuy nhiên lúc này chiếc túi đã trôi quá xa và không thể vớt lại. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Năm 2013 một con tàu đánh cá trên vùng biển Nhật Bản đã vô tình vớt được cái túi. Ngày hôm sau cô gái Mỹ gốc Nhật Kết Randa quay trở về cố hương. Cô ấy đã may mắn thoát chết trong vụ Godzilla tấn công Long An. Tuy nhiên ám ảnh kinh hoàng ấy vẫn còn trong tâm trí. Cứ thi thoảng Kết lại mơ màng nhớ về nó. Rời sân bay Kết bắt một chiếc taxi tới ngôi nhà của bố. Ông vừa qua đời nên cô đã về gấp chịu tang. Tuy nhiên mọi chuyện đều đã xong xuôi hết cả. Kết đang bùi ngùi xúc động bỗng có người phụ nữ từ nhà bếp lao ra. Con trai bà ta cũng xuất hiện ngay sau đó. Cả hai bên đều chất vấn đối phương là ai. Kết lên tiếng giải thích mình là con gái chủ nhà. Lúc này cảnh phim chuyển về năm 1959. Ba đặc vụ của Manak là Bim, cây Coranda và trung úy quân đội Liso đang trên đường khám phá về các sinh vật khổng lồ trên cạn không xác định được. Bim đã khó chịu về chiếc xe sóc như cưỡi ngựa thì lại bị đôi bạn mớm cho bát cơm chó. Bọn họ nắm tay nhau chọc tức cái thằng FA. Chiếc xe dừng lại trước một khu rừng. Cả nhóm nhanh chóng đeo mặt nạ phòng độc trước khi xuống xe. Cây cô cầm theo một chiếc máy dò xác định tần số âm thanh. Bin và Ly lấy đồ nghề thận trọng bước vào cánh cổng sắt. Dọc theo con đường mòn bọn họ bắt gặp cậu bé với khẩu súng săn. Hai bên rất đề phòng nên tình hình có đôi chút căng củ cọt. Cây cô phải tháo mũ phòng độc để bày tỏ thiện chí. Cô khuyên cậu bé không nên ăn thỏ vì vùng đất này đã bị ô nhiễm. Tuy nhiên cậu bé lại bảo chính phủ toàn nói điêu. Mình ăn từ bé đến giờ vẫn sống vui sống khỏe. Già làng kể lại chính phủ chỉ tạo tin đồn nhằm hạn chế người vào khu vực này, bởi họ đã khoan một lỗ sâu tới tận lõi trái đất. Ai nấy đều bất ngờ trước thông tin ấy, sau đó tiếp tục hành trình tới một khoảng rừng bị khô héo như thể chết cháy. Máy không đo được bức xạ khiến cây cô vô cùng hoang mang. Lúc này cô ấy hoàn toàn tin vào lời của cậu bé kia. Trở lại thực tại, Kết đang bị hai mẹ con Kentaro bắt chứng minh thân phận. Cô đành lôi điện thoại cho họ xem những tấm hình khi xưa chụp cùng bố. Thì ra bố Kết có hai vợ mà giấu nhẹm chuyện đó. Cô có cảm giác lòng tin bị phản bội khi cùng một lúc bố qua lại với hai người phụ nữ khác nhau. Đôi mắt trực khóc, Kết đứng dậy cáo từ. Cô để lại chìa khóa căn nhà cho mẹ con Kentaro mà không tranh chấp gì cả. Trở lại với nhóm của Keiko, họ tiến vào công trình quân sự bỏ hoang tiến hành lắp đặt thuốc nổ. Bin kích hoạt khiến toàn bộ căn cứ rung chuyển để Keiko dò chấn động. Theo tần số nhận được, cô ấy phát hiện có lỗ hổng phía dưới. Cả bọn mừng rỡ vì sự thật đã sắp được phơi bày. Tuy nhiên lúc này mặt đất bỗng rạn nứt và các tòa nhà nghiêng ngả, cây cô nén nỗi sợ khẳng định chính là nó. Về phần Kết vừa ra khỏi nhà bố thì tiếng chuông cảnh báo của thành phố vang lên, người dân chạy tán loạn xô cô ngã rúi rụi. Kentaro tới dìu Kết đứng dậy và giải thích Godzilla chuẩn bị tấn công nên phải nhanh chóng tới hầm trú ẩn. Kết mất bình tĩnh, sợ hãi và hoảng loạn, trong đầu cô ký ức kinh hoàng ngày trước lại hiện về, con Godzilla đến Long An phá hủy cây cầu treo khi cô ấy có mặt trên một chiếc xe buýt. Kết đã nhìn thấy con quái vật khổng lồ ở một cự ly rất gần. Nó vung tay làm văng xuống một mảng bê tông, gián tiếp khiến các học sinh trên xe buýt rơi xuống biển. May mắn sống sót nhưng nó đã ám ảnh tâm trí Kết, thoát khỏi dòng ký ức cô hoảng loạn muốn rời đi. Bà cô phải chạy theo trấn tĩnh Kết, sau đó ôm lấy cháu gái mà xoa đầu động viên. Trở lại quá khứ năm 1959, nhóm của Keiko phát hiện ra thứ gì đó dưới một lỗ sâu, nó giống như ấu trùng đang nằm trong tổ ấp. Ly nhận định con mẹ đang ở rất gần đây và cả bọn nên chuột rút, nhưng Bin cho rằng phát hiện này sẽ làm chấn động địa cầu. Họ sẽ công khai một giống loài mới cho toàn thể nhân loại. Keiko cũng không chịu tay trắng ra về. Cô thuyết phục Lee mình chỉ cần 5 phút sẽ hoàn thành. Anh ấy đồng ý và cả nhóm ngay lập tức hành động. Tại hầm trú ẩn lúc này Kết đã hoàn hồn, nhận được thông báo an toàn, cô cùng người dân quay trở lại hoạt động bình thường. Emiko ngỏ ý mời Kết về nhà uống trà nhưng cô từ chối vì không muốn trò chuyện với người phụ nữ đã gian díu với bố mình. Kentaro ngay lập tức lên tiếng phản bác, liệu mẹ chị hay mẹ tôi mới là người bị phản bội. Thấy Kết quá ác cảm với người bố quá cố, anh liền thuyết phục Kết đi cùng mình tới phòng làm việc của ông. Sau khi xem xét xung quanh, Kết vô tình phát hiện một cửa khóa mật mã. Bằng việc kết hợp ngày tháng sinh của hai gia đình, cô ấy đã thành công mở nó ra. Bên trong chính là chiếc túi của người đàn ông có mặt trên đảo đầu lâu. Kết có đôi chút hoang mang khi thấy biểu tượng quen thuộc. Những cuốn băng cũ giờ không còn thiết bị để đọc. Kentaro liền dẫn Kết tới gặp cô em nuôi tên Mây nhờ giúp đỡ. Nghe đến chuyện tiền nong, Mây đứng dậy bỏ đi. Kentaro vội chạy theo xin lỗi và giải thích rõ danh phận của Kết. Lúc này Mây mới đồng ý dẫn cả hai về nhà. Với khả năng của cô ấy thì công nghệ mã hóa 40 năm về trước như trò trẻ con. Rất nhanh Mây đã truy cập được vào hệ thống. Tuy nhiên người của tổ chức Manak phát hiện và ngăn chặn tải dữ liệu, nên Mây chỉ có thể tải về vài megabyte.
Chuyện chưa được làm rõ Kết và Kentaro lại xảy ra tranh cãi, Kết trách bố phụ nghĩa bạc tình còn Kentaro lại bảo vệ ông. Vào cái ngày G, tại Long An Hiroshi đã bỏ đi làm việc mặc con gái cầu xin hãy ở lại, Kentaro nghe xong liền khẳng định bố làm vậy chắc hẳn có nguyên nhân. Xem lại những tấm ảnh lưu trữ họ phát hiện bà nội xuất hiện ở đó, không ai khác đó chính là Keiko, bà ấy đang đứng trên một dấu chân siêu to khổng lồ. Nhắc tới Keiko thì Keiko liền xuất hiện, cô ấy vừa đu dây tiếp cận đám trứng côn trùng, chúng phát sáng và có thể hình rõ hình hài bên trong. Keiko nhận định khi quân đội kích hoạt lò phản ứng, đám sinh vật này đã lên bề mặt để kiếm ăn. Đột nhiên rung chấn xảy ra khiến mặt đất đứt gãy, Keiko không có đủ thời gian để thu thập mẫu vật. Đám trứng đồng loạt nở và những sinh vật háo đói lao đến chỗ bọn họ, cả hai vội vàng bám vào dây thừng leo lên trên. Đám côn trùng theo dây bâu đầy người Keiko, binh liên tục nổ súng nhưng chẳng ăn thua gì với số lượng đông đảo của chúng. Ly vì sức nặng mà không thể giữ được dây thừng, Keiko vì vậy đã rơi trở lại hang ổ của lũ sinh vật kia. Chưa biết cô ấy sống chết dư nào thì đầu tập 2 cảnh chuyển về 7 năm trước, Ly So là trung úy của binh đoàn thủy quân lục túi, tính khẳng khái ít luồn cúi nên suốt ngày đấm nhau, xét đến là đau đầu nên đã cử anh ra ngoài làm nhiệm vụ, đó là hộ tống một nhà khoa học Nhật Bản. Tới bến tàu lần đầu Ly gặp Keiko, cơ duyên đó đã khiến họ gắn bó tới mãi sau này. Keiko lái con dép của quân đội chạy băng băng khiến Ly vô cùng ấn tượng, địa điểm đầu tiên cả hai tìm hiểu là một khu rừng tại Philippines. Trở lại thực tại, Kentaro bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức, anh mặc quần áo chỉnh tề ra khỏi nhà và đi ngược lại với đám đông. Tâm trạng không vui, anh nghỉ làm tới văn phòng làm việc của bố. Cơn giận bộc phát, Kentaro bắt đầu đập phá mọi thứ trong tầm mắt, qua đó vô tình phát hiện tập tài liệu có biểu tượng của tổ chức Manak. Bên trong là hồ sơ của trung úy Ly So và một chiếc hộp đựng đĩa có ghi chú Philippines 1952. Trở lại quá khứ với Keiko và Ly, đi sâu vào rừng họ bắt đầu tiến hành lắp đặt thiết bị. Đột nhiên tiếng động phát ra gần đó khiến Keiko giật bắn người. Từ bụi rậm lao ra một anh chàng tay cầm máy quay. Ly với nghiệp vụ của mình, bất thình lình xuất hiện phía sau chĩa súng vào đầu chất vấn đối phương. Anh ta vội vàng bảo mình tên William Randa, một bác sĩ quân y. Tuy nhiên anh ấy đã bỏ nghề từ lâu, giờ dành toàn bộ thời gian đi săn tìm những sinh vật huyền bí. Ở thực tại, Kết đã thu dọn hành lý ra ga xe lửa. Cô không hề hay biết có một quá phụ đen bám theo mình. Đột nhiên một người đàn ông tiến tới bắt chuyện, Kết cố tình né nhưng lại nghe ông ấy nhắc tới các tệp tin. Người đàn ông giới thiệu mình tên Tim, làm việc cho tổ chức Manap, chỉ muốn gặp Kết để lấy lại các tập tin vì chúng rất quan trọng. Kết giả vừa gọi điện thoại rồi bất ngờ ném giữa mặt Tim bỏ chạy, tuy nhiên người phụ nữ mặc đồ đen đã chặn đầu lôi dốc cổ cô ấy lên xe. Tim trấn an không làm hại Kết và trùng mặt cô ấy lại, điều đó đã khiến Kết nhớ về vụ Godzilla và trở lên hoảng loạn. Cô ấy dãy dụa đạp búa lua xua khiến quá phụ đen mất lái, đường không đi đâm thẳng vào rào chắn bê tông. Xe lật nhào nhưng Kết vẫn an toàn, cô mở cửa bỏ chạy trước khi Tim kịp đuổi theo. Cùng lúc đó, Kentaro tới tìm May đưa hộp đĩa, đồng thời ngỏ ý muốn lấy lại các tệp tin, tuy nhiên May đang giận lên bảo bận không tiếp khách. Kết sau khi chạy thoát đã đến đồn cảnh sát báo án, do cô mất toàn bộ giấy tờ tùy thân, nên anh ta gọi cho người của đại sứ quán Mỹ. Trong lúc chờ đợi, Kết bỗng có cảm giác bất an, không từ mà biệt cô quay đầu chuồn mất hút. Trở lại với bà ngoại của cô ấy trong quá khứ, Kieko sau khi nghe những câu chuyện của Billy đã đồng ý cho anh tham gia cùng mình. Ly phản đối kịch liệt bằng cách lái xe bỏ về. Mặc dù vậy, Keiko vẫn theo trai lạ vào rừng sâu. Hai người họ chia sẻ thông tin cho nhau. Thật tình cờ khi ghép lại, chúng đã thành một tấm đồ hoàn chỉnh. Lần theo vị trí đánh dấu trên đó, cả hai tìm được một chiếc tàu chiến mắc cạn. Kết sau khi rời khỏi đồn cảnh sát đã tìm tới chỗ của May, còn đang lơ ngơ thì bị cô ấy kéo vào góc tối. Có vẻ như Tim đã cho người đến khám xét căn hộ của May tìm dữ liệu. Còn ông ta và quá phụ đen thì tới thẳng căn hộ của Kentaro, yêu cầu anh trả lại các tập tin, nếu không người thân sẽ gặp rắc rối. Mẹ tuy chưa hiểu đầu đít thế nào nhưng rất tin tưởng con trai, bà vợ khuyên Kentaro vào lấy trả cho người ta để anh có thời gian chạy trốn. Tim kiểm tra cái túi thì còn đúng cái nịt. Keiko lúc này đã cùng binh tiến vào kiểm tra con tàu chiến, nó chính là một trong những chiến hạm tại trận Trân Châu Cảng. Anh cầm máy quay thận trọng di chuyển mỗi lúc một sâu, Keiko vô cùng bất ngờ khi thấy chiếc hòm gỗ có tên Randa. Trước đó Billy đã có mặt trên tàu và là người duy nhất còn sống sót. Ly do thấy Keiko để quên thiết bị trên xe đã mang lại trả, bầu trời đột nhiên xuất hiện vầng sáng kỳ quái, có dự cảm không lành, anh vội vã chạy đi tìm Keiko. Ở thực tại, May dẫn Kết tới căn cứ bí mật của mình, ở đó có rất nhiều hộ chiếu giả với mấy cuộn tiền đô, cô ấy cuốn gọi mọi thứ rồi gặp Kentaro bên ngoài. Kết muốn giao đống dữ liệu kia cho Tim nhưng Kentaro không chịu, nó thuộc về bố và anh có trách nhiệm tìm hiểu bên trong có gì. Tạ khoang chứa của chiếc tàu chiến binh phát hiện thứ gì đó như kiểu chất hữu cơ bám đầy xung quanh, rồi anh giật thót người khi thấy xác đồng đội khi xưa nằm chồng chất lên nhau. Cả hai nhanh chóng theo đường cũ rời đi, tuy nhiên trên trần bỗng có những chất nhầy trắng rơi xuống, Kết rất muốn tìm hiểu xem tại sao nó lại có thể ở đó, nhưng Minh kéo cô ấy theo lối khác ra ngoài để tránh nguy hiểm. Kentaro dẫn Kết và May tới chỗ đại tá Ly So, đó là người đã đồng hành cùng ông bà nội họ ngày còn trẻ.
Lý khá bất ngờ khi lũ trẻ tìm được mình, để tránh tai mắt ông dẫn bọn họ ra ngoài nói chuyện. Tuy nhiên chẳng chạy đâu cho hết nắng, May đã phát hiện có camera gắn trong lùm cây, dưới chân đại tá cũng là chiếc vòng định vị. Lý đã bị tổ chức giam lỏng ở đây vì biết quá nhiều thông tin quan trọng. Khi biết Hiroshi mất tích, ông ấy đột nhiên cắt chiếc vòng giám sát dưới chân, quyết định trốn ra ngoài cùng đám trẻ tìm hiểu rõ sự tình. Trong con tàu chiến kết và Bin bị một con vật khổng lồ tấn công, nó dùng móng vuốt chọc thủng tường sắt rồi khu múa loạn xị. Bin bị cột sắt đổ vào người không thể cử động, cây cô dù cố gắng thế nào nó cũng chẳng nhúc nhích. May sao Lee kịp thời đến nơi, anh chạy thật nhanh né những cú tấn công của con quái vật tiếp cận vị trí Bin đang nằm, sau đó hợp sức cùng kết giải thoát cho anh ấy. Cả bọn kịp nhảy ra ngoài trước khi con tàu đổ xuống, chưa kịp thở họ lại chạy vắt giò lên cổ. Một con rơi đầu trâu phá tàu trồi lên gào rú. Nhìn thấy con mồi, nó ngay lập tức vẫy cánh lao tới, may thay bọn họ đã nằm xuống đất để tránh cú đớp. Lúc này Lee buộc phải tin sự tồn tại của những sinh vật huyền bí, bởi một con rồng đang bay lượn ngay trước mắt. Ở thực tại kết không muốn mà vẫn phải nhập hội tìm cha. May nghi ngờ chất vấn động cơ của Lee khi tìm bố chồng tương lai, ông ấy liền bảo đối với mình Hiroshi giống con hơn cháu. Còi báo động vang lên, Lee vội vã chạy lên xe, ông thúc giục Kentaro xe đi thuê cũng đưa chìa khóa cho mình. Thời này xe hiện đại quá, Lee không biết nổ máy khiến kết phải với tay khởi động dùm, rồi cứ thế ông đạp chân ga lao đi trong sự bất lực của đám bảo vệ. Tuy nhiên cổng nam đã bị phong tỏa, Lee phải cài số lùi chuyển hướng, ông xuyên thẳng đâm thủng phá vỡ cửa chính ra đường lớn. Đó chính là máu liều của người đã sáng lập ra hiệp hội săn tìm quái vật Manak. 2 năm sau nhiệm vụ tại Philippines, Lee đã đứng ra xin cấp trên lấy tài trợ từ lầu năm góc, họ thuyết phục bằng cách cho ông ấy xem dấu chân siêu to khổng lồ. Mọi việc thành công tốt đẹp, hội Manak bắt đầu với 3 thành viên. Sau đó 2 năm họ tới đảo Sanso, nơi tướng quân chuẩn bị sẵn những quả bom chào đón đám quái vật. Điều này đi trái với thỏa thuận trước đó, bởi Manak muốn đánh giá mức độ nguy hiểm trước khi hành động. Ở hiện tại nhóm của Kate đã an toàn lên tàu, tuy nhiên May có vẻ suy sụp vì bị kéo vào một mớ bòng bong. Bao nhiêu năm đất khách cô vất vả mưu sinh gây dựng được một tí gọi là, vậy mà giờ phải bỏ nhà bỏ cửa phiêu bạt tới nơi nào chẳng rõ. Kentaro rất muốn an ủi cô ấy nhưng không biết phải mở lời làm sao, mọi thứ rối bời, anh quay sang chất vấn đại tá, tại sao bố mình biến mất ở Alaska mà lại đến Hàn Quốc. Lee bình tĩnh giải thích mình có bạn bên đó, và ông cũng không ép ai theo mình cả, nếu muốn bọn họ có thể theo cách riêng của mình tìm bố. Kentaro nghe vậy thì xuôi, anh đổ toàn bộ tài liệu lưu trữ của bố xuống biển, bởi chúng đã được mây mã hóa lưu trữ trên Google Drive. Tới cảng hải quan, Lee bị bắt vào xuất trình giấy tờ, ông si sa xì số câu giờ liền bị áp giải tới phòng tạm giam. May thay người bạn cũ có mặt kịp thời, ông ấy thọ cho Lee một cái vào bụng đánh lạc hướng lính hải quan, sau đó bất ngờ đẩy anh ta vào thùng xe khóa lại, cả nhóm nhanh chóng lên một chiếc xe đã chuẩn bị trước rời đi. Tìm dò không lấy được tài liệu bị em sếp mắng như tát nước vào mặt, cô ta muốn ông rời khỏi nhiệm vụ về trụ sở đợi lệnh, tuy nhiên quá phụ đen đã có thông tin của nhóm Lee và yêu cầu sếp cho team đi theo trợ giúp mình. Tại Hàn Quốc, nhóm của đại tá cũng chuẩn bị đến Alaska bằng chiếc máy bay đời tống của người bạn. Trở về quá khứ thời điểm thượng tướng cho người mai phục quái vật, sau nhiều giờ chờ đợi cuối cùng nó cũng xuất hiện. Trước tiên thiết bị dò sóng bị chập mạch do từ trường, một con quái vật khổng lồ rẽ sóng tiến về phía đất liền, nó có thể đứng bằng 2 chân với thân thể vô cùng đồ sộ. Lee khuyên vị tướng nên tạm thời rút lui nhưng ông ấy không nghe. Kaiko bất chấp mệnh lệnh chạy tới định phá thiết bị phát sóng, tuy nhiên Lee chạy theo và cản cô ấy lại. Godzilla đưa mõm về phía quả bom và bùm một tiếng, ai nấy đều vỗ tay tán thưởng ngoại trừ nhóm Manak. Kaiko khóc nấc thành tiếng nhìn ra khơi, cô dành cả thanh xuân tìm kiếm chủng loài mới không phải mong chờ cái kết dư này. Sau sự việc, Lee đã được địa tướng cấp cho tờ chi phiếu chống, tức là chính phủ Mỹ sẵn sàng chi bất cứ giá nào để tìm những thứ tương tự con quái vật kia. Billy thì vui mừng khôn xiết, còn cây cô lại rơi vào trầm tư. Cô ấy đề nghị nếu tìm ra sinh vật khác thì đó là bí mật của nhóm, chỉ khi nào xác minh được mức độ nguy hiểm mới công bố cho phía quân đội. Lee đã bị những lời cầu xin chân thành của cây cô lay động, anh đồng ý và Manak bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Kết lúc này vẫn còn hàn học với bố, hễ ai nói ông ấy tốt là cô liền phản bác ngay. Duho đang khuyên nhủ cháu gái vài lời thì máy bay tới vùng thời tiết xấu, nó liên tục tung lắc khiến các cô cậu trẻ sợ vãi linh hồn. Lee cầm lái lao nhanh qua đó và tìm điểm đáp trên một dãy núi, máy bay vừa dừng lại an toàn, kết bất giác cười lên điên dại, phía sau May và Kentaro thì thở phào nhẹ nhõm. Họ đóng những bộ đồ chống lạnh rồi tiếp tục hành trình quốc bộ, chẳng mấy chốc đã thấy xác chiếc máy bay chở Hiroshi gặp nạn, tuy nhiên chỉ có phi công đóng băng ngồi ghế lái còn ông ấy đã mất tích. Cả nhóm phát hiện gần đó có một cái lều, vào trong kiểm tra, kết chắc chắn bố còn sống, bởi cô nhận ra nét chữ và thói quen gọt chì bừa bãi của ông. Khác với thái độ ghét bố trước đây, Kết mừng rỡ rơi nước mắt ôm lấy người em cùng cha khác mẹ. Bên ngoài, Duho kiểm tra và phát hiện chiếc máy bay hạ cánh an toàn, trên thân của nó có những vết cào rất lớn, ông vội vã hét lên cảnh báo mọi người. Ngay sau đó mặt băng bắt đầu rung chuyển, một con quái vật kỳ dị trỗi dậy tấn công chiếc máy bay.
Nó thở ra luồng khí lạnh khiến Du Hô đóng băng mà không kịp phản ứng. Ai nấy đều thất kinh không nói lên lời. Con quái vật quay sang phía họ gầm lên một tiếng inh tai. Trong lúc nó giận dữ phá nát chiếc máy bay Ly thúc giục mấy đứa cháu chạy trốn, Kentaro cố gắng bò tới chỗ cây súng bắn tín hiệu, cậu bóp cò và thành công đánh lạc hướng con súc vật trong khoảng thời gian ngắn, nhưng như vậy là đủ để cả mọi người trốn vào một hang động. Con quái vật vẫn không ngừng lùng sục tìm kiếm bên trên, Mây bị thụt chân xuống băng sợ vãi đái ra quần nhưng không dám kêu, cô phải lấy tay che miệng ngăn tiếng khóc thoát khỏi cổ họng. Cũng may con quái vật sau một hồi tìm kiếm đã bỏ đi, nhìn bộ dạng của em nuôi Kentaro vô cùng áy náy, tuy nhiên chuyện đã rồi nên chẳng biết phải làm thao. Tokyo một năm trước là ngày anh tình cờ gặp Mây, cô gái thơ ngây cứ ngỡ anh chụp ảnh mình nên quay lại chất vấn. Câu chuyện làm quà ai ngờ ánh mắt họ va vào nhau, Kentaro mời Mây đi uống whisky và cô ấy đồng ý, thế là chuyện giữa họ cứ nhập nhằng trên tình bạn dưới tình yêu cho đến giờ, và tất nhiên thi thoảng cũng nướng nhờ củ khoai. Thoát khỏi núi băng cả nhóm di chuyển không ngừng nghỉ, đứng trên đỉnh kết phát hiện một cột sáng màu xanh, Ly đoán rằng đó là một giàn khoan hay thứ gì tương tự. Mọi người cho rằng tới đó sẽ có hy vọng sống cao hơn, tuy nhiên Kentaro cho rằng chỗ đó quá xa, linh cảm mách bảo nên rẽ phải mới đúng. Một cuộc tranh cãi nổ ra và Ly là người lên tiếng dàn xếp, ông để Kentaro đi theo hướng anh ấy nhìn thấy gì đó, hai bên sẽ quay lại tìm đối phương khi nhờ được trợ giúp. Màn đêm buông cơn bão tuyết xuất hiện khiến Kentaro cảm thấy lạnh cóng, anh bước từng bước khó khăn mất phương hướng, trong đầu liên tục vang vọng giọng nói của mọi người, anh ấy muốn uống hụm nước để thoát khỏi cơn lú, nhưng nó cũng đã đóng thành đá mất rồi. Phía bên kia dãy núi Mây cũng có dấu hiệu kiệt sức, Ly và Kết phải thay nhau dìu cô ấy hướng về chỗ luồng sáng xanh. Vậy nhưng gần đến nơi bọn họ liền rơi vào tuyệt vọng, đi một vòng lại quay về túp lều của Hiroshi, lúc này Ly mới biết đám Titan gây ra tác động kỳ lạ lên môi trường xung quanh, thế nên bọn họ đã mất phương hướng. Mây co do nằm thu mình trong hốc đá, cô ấy thật sự không gắng gượng được nữa, Kết thấy vậy quyết định nghỉ ngơi để Mây sưởi ấm, dù cho con Titan kia có xuất hiện ngay bây giờ cũng mặc kệ. Kentaro lúc này đã rơi vào ảo giác. Anh nằm trên mặt tuyết lạnh cóng tưởng tượng ra Mây đang ở bên, nó giống như cái hôm bọn họ nướng khoai ngoài trời. Phía bên kia được sưởi ấm Mây đã tỉnh lại, các dây thần kinh hoạt động khiến cô cảm thấy chân bỏng rát. Nhân lúc còn tỉnh táo Mây nhờ Kết hãy gọi cho chị giúp, nếu bản thân có mệnh hệ gì. Đúng lúc đó thì Ly về đến mang theo ba lô của Du Hô, bên trong có sô-cô-la và mấy túi bánh gạo, nó đủ để họ lót dạ qua đêm. Cầm trong tay những giấy tờ quan trọng Ly để cho Kết quyết định, hoặc đốt nó sưởi ấm cho Mây thêm một lúc hoặc giữ lại tìm bố. Kết chẳng cần đắn đo suy nghĩ bảo ông cứ đốt, Ly làm theo vo từng cục để nó cháy lâu hơn. Tuy nhiên con Titan chẳng để họ thành thơ như thế, từ phía xa nó đang rẽ đất lao đến căn lều. Ly thúc giục Kết dìu Mây bỏ chạy, trước sự kinh ngạc của bọn họ con Titan vồ lấy đống lửa, sau đó miệng nó phát sáng rồi lặn mất hút xuống lòng đất. Lúc này ở trụ sở của Manak cũng nhận được tín hiệu từ tiền đồn 47, địa điểm chính là qua vùng đất Alaska có con Titan xuất hiện. Họ đo được ngọn lửa tia gamma tương tự như trước vụ Godzilla tấn công, ai nấy trong phòng đều hoang mang không biết phải xử lý thế nào, nên báo cho chính phủ hay thông cáo toàn dân. Đúng lúc đó tin gọi đến nhắc nhở bọn họ, mục đích của tổ chức là bảo vệ người dân khỏi giống loài Titan, bởi vậy đừng có giấu nhẹ mọi chuyện như lần trước. Trở lại với nhóm của Ly, qua cuộc tấn công vừa rồi ông nhận ra con Titan tấn công theo nguồn nhiệt, cứ thứ gì tỏa ra nóng hơn nó sẽ lần theo. Qua đó Ly đã nghĩ ra cách tiêu diệt con chết tiệt nhiễu sự này, ông định dùng xăng máy bay để biến nó thành món nướng. Kentaro lúc này vẫn chìm trong cơn lú, anh nhìn thấy bố đi qua nhưng gọi mãi ông không đứng lại, tuy nhiên cũng nhờ điều đó Kentaro lần nữa đứng dậy tìm sự sống trong cái chết, anh bò từng bước khó khăn và đến được một ngôi nhà bỏ hoang, thấy những mảnh vụn bút chỉ anh biết bố đã từng ở đó. Phía bên kia Ly đang gấp rút tưới túi xăng lên người Du Hô, nhưng còn chưa kịp làm gì thì con quái vật Titan đã trồi lên khỏi mặt đất. Ly cố vẫy tay thu hút sự chú ý của nó nhưng vô vọng, Kết và Mây chạy vắt giò lên cổ thành ra nhiệt lượng tỏa nhiều hơn. Kết cố gắng tới gần chiếc trực thăng vừa xuất hiện kêu cứu, trong khi Mây bị ngã và hứng trọn hơi thở đóng băng của con quái vật, rất may chiếc ba lô trong tay đã tạm thời cứu cô một mạng. Lúc này Ly cũng tìm được chiếc bật lửa, ông dùng áo bạc chắn nhiệt rồi tạo ra một vụ cháy lớn, con Titan ngay lập tức quay đầu chuyển hướng, Kết nhờ vậy mới có thời gian đỡ Mây dậy. Tuy nhiên Titan rất nhanh đã dập hết ngọn lửa. Mục tiêu của nó chính là chiếc trực thăng. Bất ngờ thay Kentaro xuất hiện bên trong, đội cứu hộ đã thành công cất cánh trước khi con Titan lao đến đớp mồi. An toàn rồi Kentaro mới nói cho chị biết chính bố đã cứu bọn họ, ông ấy đến trước sửa lại thiết bị liên lạc, bằng chứng là những mảnh vụn bút chì anh đang cầm trên tay. Máy bay vừa hạ cánh người đứng trước mặt họ lại là tim cùng quá phụ đen, lần này có vẻ mọc cánh cả nhóm cũng chẳng thoát nổi. Bọn họ bị nhốt riêng mỗi người một phòng, Kentaro tức giận gào thét đập phá chửi bới nhưng chỉ tổ mệt người. Quá phụ đen vào phòng Mây, do chiếc máy tính bị đóng băng không thể khôi phục dữ liệu, nên cô nàng hỏi Mây về bản sao lưu. Mây không chịu khai liền bị ả mang chị gái ra đe dọa. Tim thấy chuyện này có hỏi bất công với đám trẻ, ông thừa nhận sai lầm khi lỗ mãng uy hiếp họ trước kia, chỉ bởi vì quá nóng lòng lấy lại dữ liệu.
Qua mọi chuyện ông muốn chiêu mộ cả nhóm vào Ma Nác nhưng bị cấp trên từ chối. Quả phụ đen liền tiết lộ việc bọn trẻ tìm bố, cô ta đề nghị thả họ ra tiếp tục theo dõi sẽ có lợi hơn. Cánh cửa xe mở tim thò đầu vào cố ra vẻ thân thiện, ông đưa cho từng người cuốn hộ hiệu và một chiếc thẻ ngân hàng, đồng thời xin lỗi vì chuyện không hay trước đó. Tim nhập vai xuất sắc khiến đám Kentaro không một chút nghi ngờ, họ cứ nghĩ đã hoàn toàn tự do và không bị theo dõi. Ra sân bay Mây muốn trở lại Tokyo, tuy nhiên Kentaro và Kết lại muốn tiếp tục tìm bố. Mây nghe vậy liền bảo sẽ đưa dọ dữ liệu mình sao Lưu còn tham gia cùng thì không. Trở lại phòng giam đích thân phó giám đốc Verdugo tới gặp Lee, cô ta tháo còng tay cho ông rồi kéo ghế ngồi hỏi dò. Nhưng tất nhiên một người như Lee sao có thể dễ dàng để lộ thông tin. Nhìn vậy thôi nhưng ông ấy đã hơn 90 tuổi, quá phụ đen thắc mắc không hiểu kiểu gì Lee còn trẻ được như vậy. Tim liền tiết lộ một nhiệm vụ ông ấy tham gia trước kia bị xóa khỏi tài liệu của tổ chức, rất có thể nó liên quan tới việc Lee trẻ dai. Ngoài sân bay sau khi thảo luận Kết quyết định gọi mẹ đón, tuy nhiên bà bận lên cử ông bạn mồm lông James đi thay. Kết không giấu mẹ về thân phận của Kentaro, cô đọc cả họ của cậu em ra khiến mặt Caroline tái dại, tuy nhiên bà vẫn cố giữ bình tĩnh mời cả hai vào nhà. Kết nhận ra cảm xúc của mẹ, quả nhiên chỉ một lát sau Caroline đã bật khóc. Kentaro và May vào căn phòng gần đó để hai mẹ con họ nói chuyện riêng, tuy anh đã đóng cửa nhưng câu chuyện vẫn lọt vào nghe rõ mồm một. Thì ra Caroline đã nghi ngờ chồng nên mới thúc giục con gái về Nhật, bà nghĩ rằng đó sẽ là cách để Kết vực dậy sau bi kịch Godzilla, để cô tìm lại mục đích sống của mình. Và giờ mục đích của Kết chính là tìm được bố, cô thuyết phục mẹ đưa cả nhóm tới văn phòng cũ của ông, cho dù nơi đó đã bị phía quân đội phong tỏa. Nhờ quen biết với người đội trưởng cùng vài tờ tiền cảm ơn, Caroline thành công thông chốt mà không bị kiểm tra thùng hàng. Đến nơi an toàn, James mở cửa cho cả nhóm ra ngoài. Caroline dặn dò bọn họ phải hết sức cẩn thận, bởi nếu bắt gặp quân lính sẽ nổ súng mà không cần hỏi lý do. 8 giờ sáng mai bọn họ phải trở về vì cửa đóng lúc 8 giờ 15. Kết ôm mẹ trấn an rồi cùng Kentaro và May lần mò trong đêm tối. Mọi thứ hoang tàn đổ nát, thi thoảng lại có ngôi nhà sập không báo trước. Một con mèo chạy vụt qua khiến Kết giật mình, thi thoảng những đồ vật cũ lại khiến cô nhớ về quá khứ. Trên đường đi họ chạm mặt một nhóm lính, Kentaro ra hiệu cho mọi người nấp sau chiếc xe gần đó. Đám lính đã nghe thấy tiếng động nên tiếp tục lục soát. Kentaro liền lấy túi bánh ném ra ngoài dụ mấy con mèo hoang, nhờ sự nhanh nhạy đó mà cả nhóm tạm thoát khỏi nguy hiểm. Họ tiếp tục tiến sâu vào bên trong, tuy nhiên chẳng mấy chốc đã bị một trạm gác phát hiện, cả ba ngay lập tức quay đầu bỏ chạy. Xuống tầng hầm, Kết lại nhìn thấy thảm họa khi xưa trước mắt, cả người cô run lên đôi chân không thể bước, Kentaro và May phải hết lời động viên cô ấy mới tiếp tục di chuyển. Trước đó Kết không bỏ rơi mình nên giờ May cũng thế, cô ngồi xuống nắm lấy tay Kết trấn an chị hãy điều hòa nhịp thở cùng mình. Khéo léo nhấn mạnh để thoát ra chỉ còn cách tiến về phía trước. Vừa hay lúc đó Kentaro đã tìm thấy đường ra, anh đuổi mấy con mèo cho chúng chạy rồi bám đít. Sau cùng họ đã tới tòa nhà bố làm việc trước kia, nhờ chùm chìa khóa ông để lại Kết dễ dàng mở cửa vào văn phòng. Nơi đây các trang thiết bị vẫn còn y nguyên. Kentaro lột tấm bảng trên tường nhưng phía sau không có hộp bí mật như văn phòng của Hiroshi ở Tokyo. Kết quan sát những con sóng hình xin rồi bảo May cho mình xem tư liệu của bố. Kentaro cũng góp sức với khả năng nhạy bén của mình. Sau cùng họ tìm ra những điểm đánh dấu trên bản đồ, đó là lộ trình mà bố sẽ đến, và nơi tiếp theo nằm ở châu Phi. Không còn nhiều thời gian, bọn họ gấp rút quay về điểm hẹn, Colin và người đồng nghiệp đã chờ sẵn chở cả nhóm về nhà. Kết tiết lộ cho mẹ biết bố không chết ở Alaska, ông ấy làm việc cho một tổ chức bí mật giống kia nhưng nghiên cứu về Godzilla, đồng thời khẳng định mình sẽ tìm được bố. Tuy nhiên lúc này May lại bí mật gọi cho quá phụ đen, cô ấy hỏi mình phải làm gì để được về nhà. Và đó cũng là những tình tiết cuối cùng năm tập đầu Thế giới quái thú. Mọi người nhớ đăng ký kênh và ấn chuông theo dõi để xem trọn bộ nha.